Ờ, chào em, con dạ. Mấy cày B6000 này là mình mới về ha. Dạ, em mới về thì luôn anh. À, chưa dọn rửa luôn nè, vỏ lốp nó còn... Nổ máy thử chưa? Dạ rồi. Tuyệt vời không? Tuyệt vời anh, chạy vòng vòng, máy không hơi hả? À, máy con này thì giá mình bán khoảng nhiêu em? Nếu mà đầu không thì tầm 20 mấy triệu anh. Đầu không 20 mấy triệu thôi? 28 triệu. Còn có sới nữa tính thêm 31 à? Dạ, 33, 34 triệu à. Đâu cái đuôi sới nhiều tiền dữ vậy? Cái đuôi sới này bây giờ nó mắc cái chỗ là nó có hai dòng, một dòng đuôi sinh giữa, một dòng đuôi sinh bìa. À, nên khi mà khách hàng mua cần sinh gì mình bắt sinh đó. À vậy. Giá à, thành nó có chênh lệch nhau vài triệu. À, nó từ khoảng 31 đến 34 triệu. 31 triệu đến 34 triệu, nó chênh lệch nhau giờ vài triệu vậy đó. 28 rồi 29 30 31 là 3 triệu rồi. Cái thằng sinh giữa á lại mắc hơn kia đến 2 triệu đến 3 triệu. À vậy hả? Ừ. Em đi mua nó còn mắc hơn được nó người dân. Sinh giữa nó mắc hơn hả? Ừ. Mắc sinh bì hả? Ừ. Tại sinh giữa bây giờ có người người ta muốn xài tháo đầu mương đồ đầu mương đồ rảnh đồ đều chưa. Nó đâm ra giá thành bây giờ nó biết rồi. Bây giờ lại đội lên. Có đội lên. Cái mà đầu mương là hồi đó anh là chế còn 6 7 triệu rồi. Anh là người mà người là đưa ra cái ý kiến đó. Dạ. Đầu tiên đó là máy sới nè, sinh giữa nè. Đó. Rồi máy cày sinh giữa nè, hồi xưa sinh giữa nó rẻ. Sau này anh đưa ra là anh có nghĩa là mình tháo ra, mình tháo ốc, mình rút ra mình thành cái máy đầu mương đó. Máy đầu mương á. À. Xong bây giờ vậy là con bây giờ cái đầu không là 28 cũ. Dạ. À, B6000. B6000. À, bao nhiêu mã lực ta? 13 mã lực. 13 mã lực. Dòng này rất là được ưa chuộng bà con nha. Nước sơn đồ rin hết không? Thì rin hết anh. À, rin hết. Không giảm giá gì luôn. À. Máy móc đồ tất cả mọi thứ rin rịt luôn ha. Dạ. Quá đẹp. Rồi, con này rất là đẹp các bạn nha. Giá là 28 triệu là không có dàn sới. Anh nhớ chưa về sới không? Dạ sới này nó không có về, nên bởi vậy nó trên lịch nó có về sới luôn thì nó là giá lại rẻ xuống. À. Nó có về sới luôn thì cái giá nó khác. Là đi nguyên bộ của nó dạ, giá nó khác. Rồi. À, à. Mình đi mua lại thì buộc phải mua cao lại hơn. Rồi mình phải chế choát rồi nữa. Dạ. Thôi ai có nhu cầu 28 triệu mua chiếc này về cổng chạy, trước cổng xong. Đúng rồi, chế cổng là cái chiếc này chế cổng rất ngon. À, đó, anh nói cho nghe là không, cái thằng này là nó xài cái lắp mà lắp dọc đây là lắp rồi. Dạ. Rồi với lại cái hộp số này rồi nha, thì nó có một con lắp từ đây lên tới trên cái nồi con trên này, thì người ta tháo ốc này ra người ta nối lên đây. Dạ. Người ta nối lên đây rồi người ta tháp, người ta tháp người ta làm cái lắp dọc xuống, còn cái yên này là người ta dời lên trên luôn. Dạ đúng rồi. Ừ, đó, người ta kế cần kéo lên, nói chung cũng đủ mọi cách có thể làm người ta chế cổng là người ta nối cái này ra dài ngon dài lắm. Ngắn là tùy người ta nó dời tay lái, nó dời tay lái. Dạ. Nhớ rồi, người ta dời cái tay lái thôi, còn người ta chế là coi như là một cái rất là độc đáo. Anh thấy họ chế chiếc 5000 này rồi, rồi giá 28 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì số điện thoại mình sẽ để trên cái tiêu đề ha, anh em nhìn thấy tiêu đề đó. Ví dụ như máy cày B6000 đó sẽ có tiêu đề số điện thoại đó. Khi nào mà mình bán xong rồi mình sẽ rút số điện thoại. Các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn.